Đúng như chị Linh nói, nó như là một cái thước phim quay chậm vậy. Nhưng mà hồi nãy chị Linh cũng có nhắc tới cái việc rằng là nhìn chị màu hồng như vậy, nhìn chị lúc nào cũng vui vẻ, cũng tràn đầy năng lượng, cũng truyền tải những cái thông điệp tích cực. Nhưng mà chắc chắn cuộc đời thì không thể nào mà lúc nào nó cũng màu hồng. Vậy thì khi mà mình gặp phải những cái biến cố đó, đó sẽ là một Ngọc Linh như thế nào? Linh cuộc đời đã trải qua một cái biến cố rất lớn của bản thân, đó chính là có một cái khối u ở mũi. Lúc vừa mới sinh con 1 tháng tuổi thôi thì Bảo nghĩ xem đứa con còn chưa biết mặt mình mà mình ung thư thì chắc chắn là không sống lâu được rồi, thì mình sẽ phải làm gì. Và cái nơi cuối cùng Linh nương nhờ đó chính là cúng Phật và cầu xin rằng là xin cho con được mạnh mẽ. Linh bước vô, Linh quỳ ở chánh điện và Linh nghĩ rằng là mình xin cho mình sự mạnh mẽ. Và sau khi Linh bước ra khỏi chùa là Linh không còn mang tâm thế của một người bệnh nữa, mà Linh nghĩ rằng những ngày mà Linh còn được sống sẽ phải là những ngày rất là hạnh phúc và ý nghĩa của Linh. Cho nên là Linh cảm thấy cái tâm mình nó rất an lạc. Và chính vì những điều đó mà 10 ngày sau thì cái sinh thiết đó làm khối u có rễ, nhưng mà nó là u lành, không phải u gan. Vậy mà Linh cảm thấy Linh rất là hạnh phúc vì điều đó. Trong cuộc đời Linh cho tới giờ phút này có 2 chữ mà Linh chưa bao giờ nói, đó chính là hối hận. Linh không bao giờ nói hối hận. Ngay cả việc mình dừng lại sự nghiệp ca hát của mình, mọi người nói rằng đã có biết bao nhiêu người phải cố gắng để đến được cái vị trí này. Trong khi Linh là cả một chặng đường may mắn rất là dài, từ thiếu nhi đã nổi tiếng và nổi tiếng dài rất nhiều. Mà dừng lại thì có hối hận hay không? Nhưng mà đôi lúc Linh cũng nhìn các em ca sĩ hay các bạn ca sĩ cùng thời với Linh hát trên sân khấu, Linh cũng tự hỏi rằng nếu như bây giờ Linh còn đi hát thì Linh sẽ ở đâu? Và Linh nhìn lại cuộc sống hiện tại của mình, đó là một cái điều xứng đáng để mình chọn dừng lại và mình không có gì phải hối hận hết. Và với bất cứ một cái khó khăn nào trong cuộc sống của Linh thì Linh nghĩ là mình không may mắn thì mình xui, xong mình chấp nhận rồi mình vượt qua. Chứ Linh chưa bao giờ hối hận. Ngay cả khi Linh bệnh, Linh cũng nghĩ rằng nếu như Linh mất đi con Linh sẽ không biết mặt Linh, đó là một điều Linh rất là đau lòng. Nhưng mà Linh nghĩ rằng là cái sự mạnh mẽ đó của Linh sẽ giúp Linh. Còn nếu như thật sự mà Linh phải rời xa cuộc đời này thì thôi, đó cũng là số phận. Mình không có ngồi vò đầu bứt tai là ủa tại sao tôi sắp chết vậy, hay tại sao không cho tôi sống thêm. Không, không là những câu hỏi đó. Mà Linh sẽ chọn một cách rằng là Linh sẽ đối diện với nó. Cảm ơn chị Ngọc Linh rất là nhiều. Cảm ơn chị đã dành thời gian một cái ngày cuối tuần như thế này để đến với Thanh Năm Hạnh Phúc. Chủ đề là hạnh phúc giản đơn, nhưng mà Linh mong quý vị hiểu rằng là hạnh phúc chưa bao giờ là giản đơn. Chúng ta sẽ phải cố gắng, chúng ta sẽ phải vun đắp, chúng ta sẽ phải vượt qua những cái khó khăn để chúng ta mới có được chữ giản đơn đó. Chứ thật ra thì ngay cả Bảo hay là tất cả những người ở đây hay tất cả những người ngoài xã hội kia, ai cũng sẽ có những cái vấn đề của riêng mình. Bảo cười ở đây chắc gì trong lòng Bảo đang vui, hay cả Linh cũng vậy. Mình cũng sẽ phải có những cái nỗi niềm của riêng mình, nhưng quan trọng nhất là mình biết vượt qua để biến nó thành điều đơn giản cho mình được hạnh phúc. Bảo không biết chúc chị hơn, ngoài việc lúc nào cũng sẽ được nhìn thấy chị, nhưng mà lúc nào cũng vui tươi, lúc nào cũng rạng ngời, đầy sự biết ơn và sẽ luôn luôn là hạnh phúc. Cảm ơn Bảo rất nhiều, cảm ơn Thanh Âm Hạnh Phúc vì đã cho Linh đến một chương trình rất là dễ thương như vậy. Linh cũng chúc cho quý vị cũng như là Bảo sẽ có thật nhiều sức khỏe và luôn tìm thấy sự bình an trong tâm hồn mình. Cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Và quý vị thân mến, hy vọng là quý vị cũng đã có được những phút giây hạnh phúc thật là giản đơn cùng với lại Thanh Âm Hạnh Phúc. Và xin được hẹn gặp lại tất cả quý vị vào chương trình tuần sau. Chúc quý vị có một ngày cuối tuần vui vẻ và ấm áp bên gia đình ạ. Còn bây giờ thì cho phép Quang Bảo cùng với là ca sĩ Ngọc Linh xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào chương trình lần sau ạ. Chào tạm biệt.